Xin chào quý vị khán thính giả và các bạn thân mến đang đến với kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, tại kênh truyện sẽ là nơi có thể giúp quý vị khán thính giả và các bạn xua tan đi những mệt mỏi sau một ngày làm việc đầy mệt nhọc bằng những câu chuyện hay và đầy ý nghĩa. Và ngay sau đây, xin mời quý vị khán thính giả và các bạn sẽ đến với câu chuyện ngắn có tựa đề Bà chủ hồi xuân. Và nội dung của câu chuyện lần này như thế nào thì ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với câu chuyện này. Giữa cái tiết trời mùa hè oi ả à này, thời tiết Hà Nội gần 40 độ C, vừa bước vào phòng chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì cái điều hòa bắt đầu rửa trứng, bật mãi trả lên. Bà Hoa lúc này mới lầm bầm. Tiền sư nhà nó, nóng thế này mà điều hòa như thế này có chết không cơ chứ? Lại hỏng thế này. Bà vừa nói, vừa dùng cánh tay lực điền của mình, phẩy phẩy cái áo, làm đôi gò bồng phập phồng ở đó, mồ hôi thì nhễ nhại cả ra. Sau đó, bà hướng đi tới đi lui, rồi vừa lấy cái điện thoại tìm người đến sửa. Gọi hết cho người này người kia, nhưng tầm này ai cũng đều bận cả. Sau đó bà nhanh trí vào Facebook đăng tin vào một nhóm chuyên nhận sửa điều hòa quanh khu vực Hoàng Mai. Chờ mãi thì cũng có hai người vào bình luận nhận sửa, lượt tới lượt lui, bà chốt vội với một người có tên là Lâm. Sở dĩ bà chọn người này là vì nhìn ảnh đại diện cũng có vẻ hiền lành sạch sẽ nên bà có cảm tình ngay. Và lại bà vốn ở một mình, giờ chọn về người không đàng hoàng thì lại sợ chuyện nọ chuyện kia. Sau khi nhắn tin qua lại, thì Lâm di chuyển đến địa chỉ mà bà Hoa đã cho. Thực ra Lâm cũng chẳng phải là thợ sửa điều hòa chuyên nghiệp, nhưng anh đang học theo học điện lạnh tại một trường cao đẳng. Anh cũng hay đi theo các anh đi làm nên cũng có khá nhiều kinh nghiệm, lại muốn kiếm thêm một tí chút nên cũng nhận lời ngay. Chỉ tầm 30 phút sau, có tiếng xe máy ở ngoài cửa. Dạ, có ở nhà không ạ? À? Tôi đây tôi đây. Bà Hoa, trong bộ quần áo ngủ ở nhà mỏng tang, ưỡn hẹo chạy ra. Những khối thịt trên người bà, hình như vì trời nóng, cứ thế mà rung lắc liên tục, làm cho cậu bạn cũng thấy bỏng mắt. Dạ... Vừa bước vào phòng thì Lâm cũng khá giật mình khi đó là một bà cô lớn tuổi, không giống như hình đại diện trên Facebook mà anh vừa lướt qua. Đã thế lại còn ăn mặc phóng khoáng thế. Biết là có thợ đến nhà mà cũng chẳng có ý tứ gì. Một chiếc váy hay xây ngủ rộng thùng thình làm cậu có chút ngại ngùng, đỏ cả mắt lên. Bà Hoa cười một nụ cười thật tươi đầy mến khách. Bà có vẻ rất vừa ý và thoải mái khi có một cậu trai đẹp trai hiền lành đến sửa chữa giúp mình thế này. Lâm thì tỏ ra có chút không được tự nhiên lắm. Anh bê thùng đồ đi vào nhà rồi đi thẳng vào công việc luôn. Dạ, máy hỏng thế nào hả à cô? Ở phòng nào đấy ạ? À? Nhà cô rộng quá. Để cháu vào kiểm tra luôn cho. Không trời nóng thế này, cô lại không chịu được ạ. À? Bà Hoa có vẻ không được vui cho lắm khi nghe cách xưng hồ của Lâm. Này, cứ gọi tôi là chị là được rồi. Tớ làm gì có già lắm đâu mà lại cô cháu như vậy. Phụ nữ chúng tớ là không thích như vậy đâu. Lâm tính tình hiền lành thật thà. Dạ... Cháu năm nay mới có hai ai. Nhìn cô cháu cũng phải bằng tuổi mẹ cháu cũng nên ạ. À? Gọi chị cháu thấy không thoải mái đâu. Làm gì có. Chị đây mới gần năm mươi thôi. Bốn chín. Còn trẻ chán chú em ạ. À. Chị chẳng thích ai gọi cô đâu. Cứ gọi chị cho nó tươi trẻ nhé. Lúc Lâm chưa đến thì bà bớt tức xa mặt vì trời nóng mà điều hòa lại hỏng. Từ lúc Lâm bước vào thì sắc mặt của bà thay đổi đột ngột. Lâm như một gáo nước mát rội vào tâm hồn bà Hoa vậy. Lâm là một cậu thanh niên trẻ nhất nhì tuấn tú. Sáng người thì cao to, nước da ngăm ngăm nhưng mà trông rất khỏe mạnh. Cậu đến thủ đô học nghề và đang trọ ở cách đó không xa. Vì là trai quê, điều kiện không có nên cũng chưa từng có người yêu. Có thể nói Lâm là một cậu thanh niên thuần khiết. Nói về bà Hoa, thì bà là dân phố chính hiệu thứ thiệt ở đây. Bà đã từng định cư bên nước ngoài và quay về Việt Nam khi ly hôn với người chồng bên đó. Bà đã có hai người con, một trai, một gái. Con trai thì đang theo học bên nước ngoài, con gái thì lấy chồng rồi. Bà ở đây một mình vì tính cách thích độc lập cũng như tiện để thói hạn chơi của mình. Bà sống một cuộc sống tự do phóng khoáng, ban ngày thì ăn ngủ, tối thì đàn đúng với mấy bà bạn già hồi xuân. Bà cặp hết với ông này với ông kia. Cứ ông nào chiều được bà thì bà cặp lâu. Không làm bà vui thì dằm bữa nửa tháng đừng ai lấy đi rồi. Tùy tuổi đã cao nhưng nhìn vẻ bề ngoài của bà cũng không đến nỗi gì là sập sệ lắm. Ăn vận trang điểm vào thì cũng chẳng khác nào sân chơi quý bà. Làn da trắng, thân hình cũng phúc pháp nhưng vẫn còn gọn gàng nên cũng dễ ghẽ xây sự chú ý và hào sảng của cánh đàn ông. Một điểm nữa không thể không nhắc đến, đó là bà rất đam mê chuyện trai gái. Cứ nhìn thấy trai là bà lại nổi cái hứng đào hoa của mình lên. Với đàn ông, với bà, đàn ông không bao giờ là đủ. Lại đang cái tuổi hồi xuân, phơi phới thế này, nên cái nhu cầu bà năng của bà càng mãnh liệt hơn. Tự nhiên hôm nay lại gặp phải cậu thanh niên trai trẻ thế này thì khó mà thoát khỏi tầm ngắm của bà. Lâm thì cũng chẳng để ý nhiều đến bà Hoa. Dù bà ấy cố tỏ ra cuốn hút và cười nói gây sự chú ý với cậu ta. Ánh mắt bà thể hiện rõ sự thèm thuồng với kinh nghiệm của Lâm thì cậu không thể nhìn sát được. Mà trong đầu Lâm cũng chẳng bao giờ nghĩ một bà cô lớn tuổi lại đang tầm tia đến mình. Và cũng chẳng thể nào nghĩ đi làm lại gặp chủ nhà muốn ăn tươi nuốt sống mình thế này. Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bắt đầu kéo thang và kiểm tra điều hòa. Trời nóng, mồ hôi chảy ầm đức, trời nóng, mồ hôi chảy đầm đìa trước áo, để lộ ra những đường nét cơ bắp thật sự cuốn hút. Bà Hoa thì đứng dưới chăm chú nhìn anh, tay thì cầm chiếc quạt phe phẩy giúp đỡ lầm đỡ nóng. Đôi mắt thì vẫn như đang cười thầm. Nhìn thấy lầm, mọi thứ tiềm tàng của bà lại trỗi dậy mạnh mẽ, gương mặt có những biểu hiện khác thường, bà bắt đầu tung ra những lời gạ gẫm để chú ý. Đúng là dài trẻ có khác, mà làm cái nghề này có vất vả quá không? Nhìn mạnh mẽ thế. Thế này, cậu em có bạn gái chưa? Lâm vừa làm vừa trả lời thật. Dạ, cháu, cháu chưa? Cháu nghèo thế này thì ai yêu? Con gái bây giờ họ thích người nhiều tiền cơ cô ạ, à. lúc nào cũng phải thơm tho sạch sẽ. Nhìn cháu thế này suốt ngày thi bụi giàu thì ai mà yêu? Đấy, đã nói rồi lại cứ cháu. Đã bảo là xưng em với chị thôi. Không thì thôi, cứ xưng tên. À, chị, chị tên Hoa. Thế cậu tên gì? Dạ, em, em tên Lâm ạ. À. Ừ, thế à? Mà Lâm cứ nói thế. Nhìn em đẹp trai thế này, lại còn to cao nữa. Phụ nữ ai nhìn mà chẳng thích cả à em. Chị nhìn còn thích, chứ nói gì mấy cô gái trẻ đâu. Lâm giật mình, bật cười nhưng cũng có chút ngại ngùng. Cậu không thể nghĩ sao bà cô này lại có thể ăn nói táo bạo như vậy chứ. Bà Hoa thì tiếp tục nói. Thế là em chưa biết mùi phụ nữ là thế nào à? Sai tần đấy à? Còn xin nữa chứ? Hay là nói dối chị đấy? Chị lại không tin một người như em lại không có người yêu đâu nhá. Lâm cười nhẹ, trả lời một cách đầy vui vẻ. Em nói thật mà chị ơi, em nói dối làm gì đâu, Em chưa từng yêu ai, và còn chưa từng cầm tay phụ nữ cơ. Lúc này bà Hoa càng tâm tắc hơn. Này, thế để chị giới thiệu cho em một cô nhá. Đàn ông gì mà kém thế, tuổi này á phải trải nghiệm hết rồi chứ. Giờ này mà còn chưa biết gì là kém lắm. Lâm cũng tếu táo theo. Dạ vâng, nếu như chị giới thiệu cho em một người đi à. Em cũng tò mò về phụ nữ lắm rồi, nhưng mà chẳng có đây ạ. À câu nói của lâm càng làm bà hoa thích thú trong lòng cảm giác như bà đã đi được một phần ba quãng đường chinh phục lâm sau khi sửa xong lâm cũng bước xuống bà hoa cố tình xã đỡ lâm một cái chạm nhẹ vào vòng eo làm lâm giật mình nhưng lại làm bà hoa thêm phần cảm hứng trong suy nghĩ bà phải chăn cậu em này bằng được rồi em thu dọn đồ đi rồi ngồi luôn vào phòng nghỉ cho mát nhé chị đi lấy nước cho thôi không cần đâu chị ơi máy sửa xong rồi chị nghỉ đi em không làm phiền nữa đâu em phải về đây không không phiền gì hết chị ở lại một mình có người đến nhà chị vui lắm em cứ ngồi trong mát đi chị còn giới thiệu phụ nữ cho em nữa cơ mà cứ mải móng làm gì trước sự nhiệt tình thái quá của bà hoa thì lâm cũng đồng ý ngồi lại trong phòng cho phải phép bà hoa bước vào với vẻ mặt tươi tỉnh và một cốc nước đá trên tay Chiếc váy cũng vì thế mà cố tình kéo hết xuống để gây ra sự chú ý với Lâm. Khi đưa nước cho Lâm uống, bà còn cố tình cúi thấp người xuống để Lâm phải trực tiếp nhìn vào chỗ nguy hiểm đó. Đúng là đập vào mắt thì sao thì không nhìn? Cái thứ cần nhìn thì cũng phải nhìn hết rồi. Cậu bé ngại ngùng luống cuống cả lên, gương mặt lại còn đỏ ửng tía tai. Nhưng mà đối diện nó thích thật, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ở trong phòng kín với một người khác giới. Mà người đó lại hớ hênh như vậy nữa. Nói gì thì nói, dù gì cậu cũng là một người đàn ông chính hiệu. Nhìn thấy đàn bà ăn mặc thế này, ai lại trả... Những thứ lộ ra thì cũng không phải là xấu, thì làm sao cậu không xuất hiện những ý nghĩ đen tối trong đầu. Dù đó không phải là một cô gái trẻ đẹp, nhưng thần thể ấy, cách nói chuyện đà đưa đó thì chắc chắn làm cậu cuồn cuộn rồi. Lâm bắt đầu thấy khó xử, cậu cảm giác có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Cậu được cốc nước lên uống một hơi dài. Chị ở đây một mình đấy à? Mà chị làm gì vậy à? Bà Hoa được người tâm sự, nên kéo cái ghế ngồi đối diện với Lâm, dài mặt nhìn cậu âu yếm. Chị ở đây có một mình thôi, còn cái chị lấy chồng rồi, đứa thì ở nước ngoài. Chị không làm gì cả, chị ở nhà ăn chơi thôi, nhiều lúc cô đơn lắm em ạ thế lâm đang ở đâu chị nhìn lâm cứ có cảm tình thế nào ấy nhỉ lâm tỏ ra ngượng ngùng vì bà hoa cứ nhìn thẳng vào cậu đưa đôi mắt lên đưa xuống như muốn ăn tới nút sống vậy dạ tính ra em bằng tuổi con chị đấy gọi chị thế này em thấy ngại mồm quá có sao đâu chị không đánh giá gì cả chị thích được gọi như thế đấy thấy à, cứ trẻ lại bao nhiêu tuổi đấy em đang ở trọ một mình đằng sau ủy ban đấy à em đi làm tranh thủ lúc sáng thôi, còn chủ yếu là đi học chị ạ. À. Hay thế này, về đây ở với chị, nhà chị còn nhiều phòng lắm, về đây chị lo đầy đủ cho, tiền học hành, chỗ ăn ở, chả thiếu cái gì. Nghe thế lâm cười phá lên. Chị đùa em đấy à, tự nhiên lại đi rủ người lạ về đây, ai mà dám về đây ở với chị à? Bà Hoa càng lúc càng căng thẳng, đôi mắt vẫn chăm chú ngắm nghĩa lâm. Nói thật với em chị ly hôn chồng lâu rồi còn cái nó cũng có nhỏ ngó đến mình đâu nhiều lúc thấy cô đơn lắm bao lâu rồi cứ lủi thủi một mình buồn lắm em ạ à. hôm nay nhìn thấy em chị cứ như bị phải lòng đấy nói rồi bà hoa đưa tay cầm lấy tay lâm về ở với chị nhá chị nói thật đấy chị lo hết cho em chỉ việc đi học và bầu bạn với chị thôi lâm ngại quá giật tay về phía sau giờ này thì bà hiểu ý của bà ta rồi thì ra bà ấy đang có ý đồ gạ gẫm mình cậu đang nghĩ mình giống như nhân vật mà cậu đã từng xem trên phim cậu không biết là vui hay là buồn nữa cậu chưa từng được yêu bên cạnh âu yếm phụ nữ bao giờ tựa dưng hôm nay lại có cơ hội ngàn vàng thế này lại có người chủ động bảo cho mình thử dù sao bản năng trong lâm cũng có tuy là bà ấy đã già nhưng cũng đâu đến nỗi nào mọi thứ cũng khá ổn rồi nhưng chỉ là cậu không biết đối diện với nó thế nào Lầm có chút hoảng lên Em cảm ơn chị nhưng mà em không ở đâu Mà vừa rồi chị bảo giới thiệu cho em có bạn gái nào Chị giới thiệu cho em đi em còn về Chiều em còn bận đi học nữa cơ Bà Hoa cười tùm tìm Kéo chiếc ghế đến gần Lâm hơn nữa Này Chị định giới thiệu chị cho em đây này Nhìn chị này có thấy thích không Nhìn chị thế này thôi Chứ bên trong là đẹp lắm đấy nhá Ăn vào là bén lắm đấy. Lâm quỷ gượng trong lòng. Cậu không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Tự nhiên cái bản năng trong người lại trỗi dậy. Công nhận là bà cô này cũng có đẹp thật. Lại ở trong cái không gian này thì khó mà kiểm soát được lý trí của mình rồi. Lâm bắt đầu nghĩ đến những thứ xa hơn. Hay thử một lần xem sao. Tự nhiên có người cho không thế này. Không thử thì cũng phí quá. Bà ấy làm Lâm mụ mỹ hết cả người. Nói thật với em chứ chị lâu lắm rồi chưa gần đàn ông đâu. Bao nhiêu năm nay rồi, có khi dễ đến hai chục năm nay đấy. Chị nói chắc là em chả tin đâu. Nhìn em khỏe mạnh thế này, chị ưng lắm. Mà em đồng ý với chị thì yên tâm, chị chẳng để phải thiệt thòi đâu. Ở lại đây chơi với chị buổi chiều nay, xong xuôi chị bồi dưỡng thêm tiền cho. Lâm lúc này như có ai đang bịp miệng miệng của mình, cậu không thể nói điều gì hơn cảm xúc muốn thử với phụ nữ đang lấn át suy nghĩ của cậu. Nói nhỏ với em này nhá, chị giỏi việc đấy lắm. Em mà muốn ở bên cạnh chị là chỉ có bén ngay thôi. Chẳng cần nghe câu trả lời của Lâm. Bà Hoa đứng dậy tháo mũ của Lâm xuống, kéo cậu vào trong nhà. Này, trời nóng đấy, vào tắm rửa cho mát đi, rồi ra đây nghỉ ngơi. Có uống nước nữa thì chị lấy cho. Hôm nay, chị sẽ cho em thử mùi của tình yêu. Kèm phụ nữ có đáng được nâng niu không đấy nhá. Chị sẽ dạy em hết những gì mà em cần phải biết đấy. Nào, nhanh lên. Như mà xui quỷ khiến thế nào, Lâm nghe theo răm sắp lời của bà Hoa. Lâm đi vào phòng tắm mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao mình lại nghe lời bà cô một cách dễ dàng như vậy? Sao mọi thứ lại đến nhanh đến như vậy? Mọi suy nghĩ đều hỗn độn nhưng Lâm vẫn và... nhưng Lâm vẫn làm theo lời của bà Hoa nói. Bà Hoa lúc này thì sục sôi điên cuồng, gương mặt biểu hiện rõ sự thèm khát. Ánh mắt lờ đờ khao khát của bà, như muốn giải quyết mọi thứ ngay lập tức. Xong chưa lâu thế, ra ngoài này đi, chị nóng ruột lắm rồi, không chờ thêm được nữa đâu. Bà Hoa đi đi lại lại trong phòng, chỉ cần con mồi bước ra là bà vô lấy ngay. Sau câu nói đó thì Lâm cũng bước ra ngoài, gương mặt còn chút bỡ ngỡ. Chẳng nói chẳng rằng bà hoa túm ngay lấy cậu đẩy sát vào tường ngắm nghía và thực hiện hành vi của mình lâm thì nói thật ngượng ngùng xấu hổ lắm lâm cứ nằm yên như một pho tượng để bà hoa muốn xảy vò gì thì làm vì đây là lần đầu tiên của cậu nên cũng chẳng biết phải làm thế nào cho đúng kịch bản bà hoa thì điên cuồng cắn xé lâm bao nhiêu năng lượng sự thèm khát bấy lâu nay dồn nén được bà chút bỏ ra toàn bộ rồi chuyện gì đến nó cũng đến cả hai người đã lao vào thực hiện một sự khao khát đó lâm lần đầu cảm nhận được sự hạnh phúc khi yêu đối với phụ nữ cậu không nghĩ làm việc này với một bà cô già lại khiến cậu say đắm đến như vậy bà cô chiều cậu lắm bao nhiêu kinh nghiệm đều cho lâm trải qua hết bằng một sức khỏe tuổi mới lớn lâm cũng cho bà hoa một cảm giác mới mẻ và đầy sự lưu luyến sau buổi chiều này chắc chắn Lâm sẽ cảm thấy yêu đời và thoải mái hơn. Tuy chưa thể hiện bản thân cũng như bản năng thực sự của mình, nhưng chắc chắn làm cho bà cô giả này phải lưu luyến rồi. Này, em đáng yêu quá đấy nhá. Chị là mến em lắm đấy. Tuy là lần đầu tiên, nhưng mà cũng được đấy. Thế lần sau có quay lại sửa điều hòa giúp chị nữa không? Em chắc là có chị ạ. À. Chị già rồi mà vẫn mãnh liệt quá. Tiền này thì làm sao mà đủ với chị? Lần đầu như vậy là chị vui rồi. Chị đã nhìn bao nhiêu năm rồi đấy. Nói thật với em. Này quá hôm nay có em, chưa chị phát điên mắt. Lần sau phải đến gấp đôi đấy. Cả hai thấy hạnh phúc và thỏa mãn với khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Họ không quên dành cho nhau những câu hứa hẹn và mời gọi. Lâm thì không ngờ buổi đi làm hôm nay lại ý nghĩa như vậy. Không thể nghĩ một ngày mình lại được thử và trải nghiệm những món ăn mặn mòi thế này. Bà Hoa thì vui mừng vì tìm được chỗ giải tỏa và cũng rất hạnh phúc được quen một cậu thanh niên trai trẻ như vậy. Bà như trẻ ra, cả đến chục tuổi ấy, như mình sống lại cái thời con gái 18 đôi mươi. Hồng hực trong người, thấy người nhẹ nhõm, bình yên hẳn, yêu đời nữa. Sau cái buổi chiều đó, Lâm được bà Hoa cho 3 triệu, coi như là công bù đắp tình cảm, thiếu thốn cho bà chủ nhà. Và những lời hứa hẹn những buổi tiếp theo Lâm thích thú vì được lại được tiền, được giải tỏa những cảm xúc mà chẳng biết khi nào cậu mới có thể có. Và kể từ sau ngày đó, những buổi hẹn hò đều được diễn ra đều đặn. Họ gặp nhau ở nhà bà Hoa, có khi lại gặp ở phòng trọ của Lâm. Cả hai đắm chìm vào tình yêu không biết mệt mỏi là gì, mặc kệ những tiếng lời ra, những lời ra tiếng vào của hàng xóm xung quanh. Lâm thì lúc nào cũng ngáo hức chờ đón bà, bởi vì vừa có tình lại sẵn tiền tội gì không thử. Một hôm hai người đang hú hí ở trong phòng, thì con gái của bà Hoa có sang. Gọi ở ngoài cửa, mẹ chẳng nghe, cô sẵn có chìa khóa bước vào. Nhưng không ngờ đập vào mắt mình là hình ảnh trai trên gái dưới của mẹ mình và một cậu trai trẻ khác. Mẹ, mẹ đang làm cái trò gì đấy à? Ôi, chết, con, con như sang bao giờ đấy? Con không ngờ, mẹ già rồi mà lại còn mất nét như thế này mẹ có thông gia thông giáo. Con cháu đủ cả rồi, mẹ lại còn làm cái trò mất mặt như thế này à? Lúc đó, có mặt cả con rể và hai đứa cháu ngoại ở đó. Bà mất mặt lắm, không biết phải làm gì. Lúc đó, con rể của bà quay qua đánh cho Lâm một trận. Mày làm được cái trò mèo với bà già, đáng tuổi mẹ mày à? Mày không biết nghĩ à? Hả? Đồ óc mày để đâu thế? Cút ngay khỏi nhà tao. Từ nay còn thấy bé mằng đến đây, thì đừng có trách vợ chồng tao đấy. Lâm nhục nhã rời khỏi đó. Ở bên ngoài vẫn còn mấy người hàng xóm đang xì xào trì trò. Bà Hoa sau lần đó cũng cảm thấy nhục nhã ê chề với con gái, với cháu ngoại và cả con rể nữa. Chỉ vì cái bản tính của bà mà bà làm mất hình tượng trong mắt con gái cũng như là mấy đứa cháu. Bà suy nghĩ lại thì thấy mình quả là đã sống quá buông thả. Từ nay, bà xin chừa những cái chuyện trai gái đó để sống sao cho là một người đàng hoàng tử tế xứng đáng với cái chức bà ngoại để con cái không phải suy nghĩ lo lắng về mình nhiều nữa quý vị khán thính giả và các bạn thân mến câu chuyện ngắn này đã kết thúc ở đây rồi ngọc diệp xin chúc quý vị và các bạn đã có những giây phút thật thư giãn và thoải mái khi nghe chuyện bằng những câu chuyện hay và có một cái kết đầy ý nghĩa còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại